Sáng nay 23 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu Nhân sang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Yoon Suk Yeol và Phu Nhân đến Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đón tại nơi đỗ xe, nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Hàn Quốc và Phu Nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc trên cương vị mới và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á ông Yoon Suk Yeol đến thăm từ khi nhậm chức. Tại nơi diễn ra lễ đón, rất nhiều em học sinh trong tay cầm cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc vẫy chào Tổng thống và Phu Nhân. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Hàn Quốc bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Hàn Quốc. Điểm đặc biệt trong nghi thức lễ đón là trong quá trình cử quốc thiều hai nước có 21 phát đại bác chào mừng được bắn, thể hiện nước chủ nhà Việt Nam dành sự đón tiếp trọng thị Tổng thống Hàn Quốc và Phu Nhân. Sau nghi thức lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc giới thiệu các đại biểu đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu hai đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đại diện cấp cao hai nước chứng kiến cơ quan hữu quan của hai nước trao đổi 17 văn kiện hợp tác đã ký kết trên các lĩnh vực. Tiếp đó hai nhà lãnh đạo thông tin đến báo chí kết quả cuộc hội đàm, trong đó đều nhấn mạnh trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất về một số định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết đã nhất trí với Tổng thống Yoon Suk Yeol tiếp tục thúc đẩy về chính trị đối ngoại, duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hai bên nhất trí nhận thức chung về việc cần cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, thúc đẩy hợp tác thực chất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Đặc biệt, hai bên vui mừng trước việc ký kết thỏa thuận hợp tác Quỹ xúc tiến kinh tế Hàn Quốc trị giá 2 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án đầu tư phát triển có quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các khoản viện trợ không hoàn lại với quy mô là 200 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2024-2027 cho các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, chuyển đổi số. Nhất là có kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu chung giữa hai nước với quy mô 30 triệu đô la Mỹ trong khoảng 10 năm tới nhằm hỗ trợ tập trung đổi mới khoa học công nghệ của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo thống nhất cao việc Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận công nghệ lõi, công nghệ hiện đại, triển khai giai đoạn 2 dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc, một biểu tượng hợp tác phát triển hướng đến tương lai giữa hai nước.